liên quan đến vụ tai nạn lao động tại công ty than Quang Hanh TKV, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định. Công ty than Quang Hanh thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV thông tin, ngày 13 tháng 5 tại khu sản xuất than của đơn vị đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong, một người bị thương. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tại lò chợ vỉa 14.22, phân xưởng khai thác 7, công ty than Quang Hành TKV đã xảy ra tai nạn lao động. Vụ tai nạn khiến 3 công nhân tử vong. Ngoài ra, một công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do trong quá trình công nhân làm việc lò chợ tụt lở, vùi lấp gây tai nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, TKV, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả hỗ trợ các gia đình công nhân tử vong ở mức tối đa. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng một người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương. Cả về hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong công đoàn than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong